Vi Hương đáp trả xanh rờn khi bị tố lừa đảo, dùng xe cứu thương rỗng khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt. Những ngày qua, dư luận bàn tán không ngần khi việc Hương bỗng bị gọi tên liên tục trên mạng xã hội vì vấn đề từ thiện. Theo đó, nữ danh hài bị tố sử dụng xe cứu thương không có thiết bị y tế, chỉ dùng để làm màu. Dư luận còn đụng thổi về chuyện vì Hương lừa đảo từ thiện để lấy 3 tỷ đồng. Trước những thông tin làm ảnh hưởng danh dự này, Vi Hương đã thẳng thắn lên tiếng. Chia sẻ với thanh niên, cô cho biết Chiếc xe cứu thương được tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải từ hồi tháng 8 và hiện vẫn đang được sử dụng. Nữ danh hài bức xúc cho rằng bản thân sau khi tặng quà thì không có nghĩa vụ phải quản lý xe món quà được dùng như thế nào. Bây giờ tôi cho bạn một chiếc xe, mỗi ngày tôi gọi điện hỏi xem hôm nay xe chở gì thì bạn có chịu không? Tôi cho anh Hải chiếc xe cứu thương vì xe của anh ấy cũ quá. Khi tôi tặng thì quyền sử dụng là của anh, làm sao tôi dám gọi hỏi và yêu cầu anh báo cáo. Còn về chiếc xe cũ, anh ấy bán đấu giá và mua máy thở. Chuyện đó thì phải hỏi anh Hải, vì đó là xe của anh mà. Xe mới tôi tặng cho anh Hải với tư cách cá nhân, nên anh ấy muốn làm gì là quyền của anh, Viện Hường nói. Chia sẻ thêm Viện Hường tiết lộ, từng hỏi ông Đoàn Ngọc Hải chuyện có cần thêm y tá trên xe. Tuy nhiên đối phương vốn chỉ dùng xe này để chở người bệnh về nhà, nên không cần đến dịch vụ đó, mà chỉ cần bình oxy mà thôi. Ngay từ khi mua xe, Vi Hương đã công bố số tiền mình bỏ ra là 3 tỷ đồng. Tất cả đều là tiền cá nhân của nữ danh hài. Cô bộc bạch, xe đó bây giờ là của anh Hải, tại sao gọi tên tôi lên? Ngay sau khi Việt Hương lên tiếng, mạng xã hội nhanh chóng bùng lên những cuộc tranh cãi. Một số người đồng tình với quan điểm của Việt Hương cho rằng cô đã bỏ tiền túi ra làm từ thiện, đã là rất đáng trân quý. Riêng chuyện xe cứu thương giờ đây cần phải hỏi ông Đài Ngọc Hải, chứ không phải là nữ danh hài. Thế nhưng cũng không ít người tỏ ra hoài nghi Việt Hương. Clip cô sân mày tao với cư dân mạng khi bị chất vấn chuyện sao kê, kêu gọi từ thiện trước đó lại bị khui lên để chỉ trích. Có vẻ như vấn đề này sẽ tiếp tục mang đến nhiều phiền toái cho Việt Hương trong thời gian tới. Đàm Vĩnh Hân nếu ông trời ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ tự tử. Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hân đã tổ chức họp báo ra mắt MV mới của mình. Sau buổi họp báo, anh đã chia sẻ thêm với công chúng và báo chí về quan điểm sống của mình các bạn phải biết đặt mình vào người khác để hiểu cảm giác của họ tôi đã làm việc và cống hiến nhiều như thế lại không gây hứng gì hết tự nhiên đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên đầu tôi tôi sao chịu được tôi không phải là một vĩ nhân hay giáo viên tôi là một ca sĩ tôi có vùng riêng của tôi chỉ cần vùng của tôi tôi hiểu là được còn không phải vùng của tôi thì đi ra chỗ khác những người đã từng thân với tôi giờ thấy tôi xù lông nhím như vậy sẽ thấy không sao cả vì họ đã biết tôi từ đầu về chuyện tôi phát ngôn mình là vùng đất cấm, đừng nghĩ tôi biệt là tôi đang kiêu ngạo, trong tâm lý học đã chỉ ra ai cũng có một vùng đất cấm hết, tôi có vị trí riêng của tôi, tôi không đụng tới mấy người, mấy người cũng đừng đụng tới tôi, tôi chưa bao giờ đụng chạm tới ai hết nên đừng đụng vào tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói tổ nghiệp không cho nghệ sĩ giàu, nếu không cho giàu, ông cũng sẽ không cho vinh quang, kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng tôi cũng quan sát nhiều và thấy rằng nhiều nghệ sĩ từng có mọi thứ trong tay chỉ vì suy nghĩ rằng nay làm được, mai cũng làm được, kiếm được nên rơi vào cờ bạc, rượu chè hoặc sinh hoạt không lành mạnh, kéo trượt dài đi. Gần như 80% nghệ sĩ về già ai cũng thành nghèo hết. Cái này kỳ lạ quá, tôi không chấp nhận chuyện đó được. Tôi không chấp nhận chuyện nằm xuống rồi nhờ đàn em hát họ giúp mình có tiền chữa bệnh, không bao giờ. Tôi đã phải lao đi buôn bán, mở cái nọ cái kia để chuẩn bị hết cho mình lúc về già, cho gia đình và con mình nữa. Tôi sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để về sau không bị rơi vào trường hợp để đàn em phải đi hát hộ. Còn nếu ông trời ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ tự có cách tính, đó là tự tử. Chứ tôi không bao giờ để một ngày giờ nào người khác phải đi hát gom tiền chữa bệnh cho tôi. Ngay cả khi hào quang này chưa kịp tắt, tôi cũng sẽ biến mất trước. Tôi đã tính trước cho mình hết rồi. Điều duy nhất khiến những scandal của tôi gây xôn xao là sức hút của tôi vẫn quá lớn, như một thỏi 500 để hút tất cả truyền thông vào. Tôi đã từng cho người thử và thấy rằng, dù chỉ là một câu chuyện rất nhỏ về tôi, cũng có lượt xem nhiều tới mức kỳ lạ và quảng cáo nhảy vào cùng luôn. Những mắt xích cứ nối nhau như vậy khiến người ta phải chú ý đàm vĩnh hơn. Tôi làm cái quái gì cũng bị chú ý, xăm soi, tạo thành cơ hội cho nhiều phía. Có những phía ganh ghét tôi chỉ chờ đợi cơ hội là nhảy vào tấn công liền, dẫn lên thành cả một câu chuyện lớn. Chứ ở ngoài kia nó giết người, đánh đấm ghen tuồng các kiểu, cũng chả thấy ai quan tâm nữa. Rõ ràng đây là miếng mồi mang tên Đàm Vĩnh Hân. Nhưng đừng đánh giá thấp Đàm Vĩnh Hân như vậy, tôi cũng biết lợi dụng truyền thông đám đông để chơi. Nghĩ tôi là ai vậy, tôi cũng biết nương theo con sống để sống. Con người đáng yêu nhất và cũng đáng sợ nhất, không có gì đáng sợ bằng con người. Còn tôi, tôi sợ bệnh tật, sợ sự phản bội và sự hiểu lầm, hiểu sai về mình. Nhiều lúc tôi phải cường lên, chứ người ta không hiểu tôi, tôi cũng buồn lắm. Tính cách của tôi ương ngạnh, đã làm là làm cho tới, nhưng không phải là tôi không biết buồn. Mọi chuyện đang diễn ra mà mọi người nói tôi không biết gì hết. Còn show tôi vẫn diễn, vẫn ký, vẫn kính lịch, nên không có thời gian quan tâm đến cái khác. Ai không tin thì tôi mở lịch diễn ra cho mà xem, không có ngày nghỉ luôn. Từ giờ tới tháng 9 tôi đã kính show rồi. Tôi là người rất dễ sống, ai thích thì rất thích, còn kẻ nào hèn sẽ không gặp tôi lần thứ hai. Trong những lúc tôi gặp sự cố, có những nhân vật mình không hề biết nhưng vẫn gửi cho mình tình nhãn khích lệ. Họ gần như ra tay giúp tôi, số mạng của tôi luôn có những cánh tay giúp đỡ lúc cần thiết, lạ lùng lắm. Họ có thể là người trong chính phủ, quan chức, nghệ sĩ, anh hùng bàn phím. Sau nhiều lần được giúp đỡ như vậy, tôi nhận ra rằng đời tôi như trong phim, khi bước vào đường cùng, kiểu gì cũng có cửa thoát. Hoài Linh bất ngờ bị gọi tên giữa ông Mào của tỉnh Hất Bồng Lai, thật hư phía sau khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Những ngày vừa qua ông Mào về cơ sở tỉnh Hất Bồng Lai khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Những câu chuyện xoay quanh cơ sở Tài tiếng và ông Lê Tùng Vân cùng những người trong tỉnh Hất Bồng Lai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen. Thế nhưng mới đây, dù không liên quan đến nồng màu của cơ sở tài tiếng này, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn bị đông đảo netizen réo tên dưới một bài đăng. Cụ thể, dưới bài đăng của fanpage có tích xanh, báo công an nhân dân, nam danh hài bị nhiều người réo tên, cùng mô màu nhà thờ tổ 100 tỷ. Được biết, những người này đặt ra câu hỏi, phía tỉnh Hất Bồng Lai bị xử lý nghiêm do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thì liệu Hoài Linh có bị để ý? Một số bình luận của netizen như sau, hình như còn nhà thờ tổ nữa á, à, sao không ai gì vậy ta? Còn cái nhà thờ tổ của Hoài Linh 14 thì bao giờ gỡ chú công an ơi? Nghe nói nhà thờ tổ của Linh 14 cũng xây dựng trên đất nông nghiệp, thế còn nhà tổ Hoài Linh. Còn nhà đền thờ tổ của Hoài Linh nữa chú công an ơi, cũng phải điều tra làm rõ những sai phạm về xây dựng ở chỗ đó nữa ạ. À. Được biết, nhà thờ tổ 100 tỷ của Hoài Linh cũng gặp rất nhiều ồn ào, thậm chí từng có nguy cơ phải phá bỏ, bồi thường tiền tỷ. Đến thời điểm hiện tại, vụ lâm xâm nghệ sĩ Hoài Linh và giấy phép xây dựng đã xảy ra vào năm 2016, bất ngờ bị dân mạng khui lại để bàn tán. Tất cả bắt nguồn từ một câu hỏi của netizen, công trình nhà thờ tổ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh có được xây dựng hợp pháp. Biển lớn nhất trong quá trình nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng đền thờ tổ liên quan đến vấn đề giấy phép. Ngày 16 tháng 2, 2016, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách xây dựng và đô thị ủy ban nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đã xác nhận công trình nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng ở quận này do không có giấy phép xây dựng nên đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng. Cụ thể dựa trên các văn bản, nghệ sĩ Hoài Linh đã xây dựng 3 hạng mục không có giấy phép, bao gồm hạng mục diện tích 319m2, hạng mục diện tích 62m2 và hạng mục 128m2 trong quần thể đền thờ tâm linh Việt. Sau khi có quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, phía nghệ sĩ Hoài Linh đã nộp phạt đầy đủ, nhưng công trình buộc phải tạm hoãn trong thời hạn 60 ngày để nam danh hài bổ sung đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Sau thời gian dài đình công, đến giữa tháng 4 2016, công trình đền thờ tổ nghiệp của Hoài Linh đã chính thức có đầy đủ giấy phép xây dựng. Theo giấy phép xây dựng số 1173 trên GBCD được Ủy ban Nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 8 tháng 4 2016, đơn vị này đã đồng ý cấp phép xây dựng công trình nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh trên diện tích 488,2 m2. Ngoài ra công trình gồm nhà 2 tầng rộng 290 m2 và hạng mục khác rộng 197,6 m2, xây bằng bê tông cốt thép tường gạch, mái ngói và gỗ. Giấy phép xây dựng này có hiệu lực trong thời hạn 1 năm, phần tài sản này do nghệ sĩ Hoài Linh đứng tên và trực tiếp quản lý.